Ok, thầy xin chào tất cả các con Rồi, chúng ta lại được gặp nhau trong uh, buổi chữa bài tập hàng tuần vào tối ngày thứ bảy, đúng không ạ? Thế thì uh, bình thường ý, thì theo kế hoạch là chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục chữa bài tập, chữa bài tập của các con ở tuần vừa rồi đấy Tuy nhiên, ý, nghe này uh, Sư phụ Nghĩa có chỉ đạo trực tiếp cho thầy là trong tối nay buổi chữa bài tập tuần này sẽ chuyển thành là buổi chữa để đánh giá năng lực của các con ở cách đây uh, một tháng, đúng không ạ? Vậy thì thầy sẽ chữa, thầy xin phép thầy sẽ chữa cái đề đấy. Đồng ý không ạ? Nào. À, chúng ta là có các bạn lớp A2 và có các bạn lớp B. Vậy à, bây giờ thì à, như thế nào nhỉ? Thôi, thầy chỉ định nhá. Chúng ta sẽ đi chữa đề của lớp à, 8B trước được không ạ? Ưu tiên các bạn lớp 8B trước. Có ok không? Chờ thầy thầy mở đề bài ra. <laughs> hai con đề hai uh, lớp của các con hai đề là chắc là thầy đoán là khác nhau ý nhỉ chắc không giống nhau đâu đúng không <laughs> kinh nhỉ câu hỏi rất là uh, thể hiện là mình à uh, luôn luôn với gọi là một cái gọi là một cái uh, tâm lý là muốn phải chọn được được điểm tuyệt đối đúng không Được chưa kinh nhỉ hỏi bạn là bạn Tuấn Anh có hỏi thầy là em được 9,75 mà chưa hiểu là bị trừ ở chỗ nào càng thế <laughs> được chưa Cái này ý, thì uh, thực ra là nguyên tắc là cái cái việc bài thi đánh giá năng lực ý, thì uh, không một ai được giả cả đúng không thầy cũng không giả lại cho các em lớp 6 lớp 7 đâu bởi vì chấm điểm thôi, sau đó là có comment đến những cái lỗi sai hay gặp, chứ còn không gửi lại bài kiểm tra, cho nên trong trường hợp này nếu như mà Tuấn Anh muốn biết chính xác thì con hãy hỏi trực tiếp thầy Huy, được không nào? Hỏi trực tiếp thầy Huy, sau đó là sẽ hỏi xem là thầy ơi ở cái bài kiểm tra của con ấy thì con bị trừ mất một ý là 0,25 điểm, vậy thì cái ý đấy là ý ý nào ạ? thầy có thể nói cho con biết để con rút kinh nghiệm lần sau con sẽ không mắc phải cái lỗi đấy nữa, được không nào? Nói thế thì đương nhiên là thầy Huy sẽ kiểu gì mà chẳng chỉ ra cho cái lỗi đấy. Được chưa? Ok nhá. Rồi, nào kiểm tra xem là cái 8B với 8A2 có cái gì khác nhau nào. Đây là đề lớp 8B trước này. 8A2 thì có cái gì khác không? À, có khác. Thầy có nhìn thấy khác rồi. Được chưa nào? Ok. Rồi thì vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ đi uh, chữa lớp 8B trước đi. Các bạn 8A2 ưu tiên 8B một tí, được không? Ok nhá vậy đến đây ta sẽ có được thầy sẽ chữa bài đầu tiên này bài đầu tiên của chúng ta là như sau thực hiện theo yêu cầu là gồm có bốn ý điền vào chỗ chấm chấm để kết quả một ý là cái kết quả đầu tiên này là bình phương đấy vậy trong trường hợp này thì kết hợp này kiểu gì bây giờ có thế nhỉ? Vừa vào gặp đầu tiên nhìn choáng váng rồi này. Vậy đến đây viết lại đầu bài này, 4x bình phương này trừ đi 10xy này cộng với chấm 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 bằng chấm 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 chấm. Vậy đến đây ta có là 4x bình phương ở đây thực tế nó chính là 2x đóng bằng ngoặc bình phương trừ đi thành phần ở giữa khả năng rất cao đó chính là thành phần trung tâm. Vậy thành phần trung tâm thì nó sẽ có dạng như sau đó là 2 nhân với a nhân với b mà a của chúng ta là 2x ở bên tay trái đã xuất hiện rồi vậy thầy đưa 2x vào đây sau đó cần nhân với thằng b nữa thì thằng b là bao nhiêu thì đó chính là cái mà chúng ta cần phải điền vào b bình phương ở chỗ này đúng không con vậy đến đây bình tĩnh nhá 2 nhân với 2x là 4x nhưng mà đây lại là 10xy như vậy trên này chúng ta sẽ còn lại là 5 phần 2 của y nữa đúng không cả lớp đúng chưa đồng ý không ạ vậy cái thằng 5 phần 2 của y này lập tức nhảy ra phía sau bình phương lên chặt đuôi Vậy ta có chỗ này cần phải điền nó là thấy điền màu xanh nhá. Nó là 5y này là 25/4 y bình phương, được không các con? 25/4 y bình phương. Vậy đến đây ta được là bằng 2x trừ đi 5/2y tất cả bình phương các con ạ. À. Ok chưa nào? Rồi, đây là ý đầu tiên chúng ta cần phải điền. Nào, ok chưa? Chuyển ý tiếp theo nhá. Thằng tiếp theo này khai triển sử dụng hàng đẳng thức về tổng các đơn thức. Tức là trong trường hợp này đây là hàng đẳng thức số 4 có tên gọi là lập phương của một tổng. Vậy chúng ta sẽ cần phải xử lý nó bằng cách như sau. Nào, nhìn này. Thằng này bằng lập phương thằng thứ nhất, vậy là thầy viết chậm rãi lại nhá, 2x tất cả mũ 3 cộng với 3 nhân với bình phương số thứ nhất là 2x tất cả bình nhân với số thứ hai là y cộng với 3 nhân với 2x đóng mở 2x này là đứng một mình thôi Nhưng mà vẫn phải đóng mở ngoặc vào cho nó đỡ nhầm lẫn Vậy nhân với thành phần y bình phương Và cuối cùng là cộng với y mũ 3 Vậy ta đưa được về các đơn thức như sau 8x mũ 3 này Cộng với 12x bình phương y này Cộng với 6x y bình phương này Và cuối cùng là cộng với y mũ 3 các con nhé Đây là đáp án được chưa nào Ok chưa Đồng ý không các con ơi? Có ạ. <laughs> ok, rồi bây giờ chuyển sang ý thứ ba, ý C này. Ý C này của chúng ta thì như sau. Ở lớp nhìn nhá. À, x trừ y trừ đi 1 đóng mở ngoặc nhân với x cộng y. Vậy thằng này làm thế nào cho nhanh? Thì thầy làm như sau. Cái thằng ngoặc đầu tiên thầy tách ra là x trừ y thầy cho vào trong ngoặc sau đó thầy trừ đi 1, sau đó nhân với x cộng y nữa. Vậy đến đây ta bằng như sau này. Cái thằng đầu tiên này bôi vàng với kết hợp cái thằng bôi vàng phía sau. Trông nó rất quen, hình như là một cái hàng đẳng thức đã được học rồi hay sao ấy, đúng không? X trừ y nhân x cộng y vậy nó là x bình phương trừ y bình phương. Sau đó là trừ đi 1 nhân với cái thằng phía sau, tức là trừ đi x trừ đi y. Vậy đây là phép nhân thành công, được chưa cả lớp? Đây là kết quả nhá. Rồi ID này thực hiện phép nhân đa thức với đa thức 2x trừ đi 1 đóng mở ngoặc nhân với 4x trừ đi 5. Vậy phép nhân này đơn giản là như sau. Lấy 2x nhân với viên gạch của chúng ta. Sư phụ Nghĩa có đặt đây là viên gạch. Đấy. Vậy cần phải lấy thằng này nhân với viên gạch trước, sau đó trừ đi 1 nhân viên gạch phía sau sau. Vậy ta có bằng như sau này, nhân với 4x trừ đi 5. Trừ đi 1 nhân với 4x cộng uh, 4x trừ đi 5 tiếp. Vậy đến đây thầy nhân tung nó ra thôi là thành công. Vậy đến đây ta bằng này, 8x bình phương trừ đi 10x trừ đi 4x cộng với 5. Và kết quả sẽ là bằng 8x bình phương trừ đi 14x cộng với 5 các con nhé. Được không nào? Ok chưa? <laughs> Nhất trí chưa nào? Ok. Đây chính là kết quả của phép nhân đa thức với đa thức đi ạ. Đây. Gạch chân những cái bôi màu những cái chỗ kết quả nhé. Ok, bài số 2 nhá. Bài số 2 của chúng ta như thế nào đây? Thầy sẽ copy luôn cái đầu bài này từ 2 cho đến uh, 2 đến uh, cứ 3 bài 1 nhá, 3 bài 1. Ok, bài số 2 của chúng ta thì như sau. Nó bảo rằng là rút gọn cái biểu thức này, vậy viết lại đầu bài một tí, a bằng x trừ 1 tất cả bình phương cộng với x cộng với 1 đóng mở ngoặc nhân với 3 trừ x. Thì đến đây các con có thể sử dụng nó là <laughs> Hằng đẳng thức thì nhân ra cũng được Vậy đây là bình phương của một hiệu bằng Nó sẽ bằng x bình phương trừ 2x cộng với 1 này Sau đó cộng với này X nhân với thằng này thì nhân tung nó ra luôn nhá X nhân 3 là 3x Trừ à, đi x bình phương Cộng với 3 trừ đi x Vậy đến đây ta được như sau Bằng là x bình phương trừ x bình phương chém hoa quả hết này Được chưa nào Trừ 2x cộng 3x trừ x Như vậy là x của chúng ta hết nốt Vậy ta có những cái thằng này hết nốt như vậy chỉ còn lại số hạng tự do thôi Như vậy 1 cộng với 3 là bằng 4 Được chưa các con? Được chưa nào? <laughs> ok nhá Rồi như vậy bài số 2 xong Bài số 3 là cái gì đây? Nó bảo rằng là cho x bằng 10 Cho x bằng 10 Hỏi rằng hãy tính xem giá trị của biểu thức này bằng bao nhiêu đúng không? Vậy ta có này x mũ 3 trừ đi 15 x bình phương Cộng với 75 x trừ đi 1 thằng này chúng ta đừng dạy gì mà nhân chúng này lại với nhau thay thằng 10 này vào đây luôn các con nhá à, có bạn nào là đi thay cái thằng x bằng 10 này vào chỗ x này luôn không đây cả lớp có bạn nào thay luôn không thầy thì thầy không thay đâu ạ à. tại sao lại không thay là sở dĩ như sau nếu thay vào thì chúng ta sẽ cần phải làm một phép tính này hai phép tính này ba phép tính này sau đó lại cộng trừ nhân cộng trừ các cái phép tính vừa tính ra như vậy khá phức tạp chính vì vậy nên thầy sẽ nghĩ đến việc là làm cách khác. Các con xem xem có ok không nhá. Nào, xóa bài trên đi này. Nào, cả lớp xem xem thầy làm như này có được không? Ta có như sau. Cái thằng này nó sẽ bằng là x mũ 3 thầy trừ đi 10x bình phương. Được không các con? Sau đó là còn lại trừ đi 5x bình phương, thầy sử dụng kiểm soát nhân tử, thầy cộng thằng này thêm 50x vào. Sau đó còn cộng lại 25x thầy trừ đi 1. Vậy đến đây bằng như sau, hai thằng này ghép với nhau nào, được cái gì? x bình phương nhân x 10 trừ đi 5x nhân x 10 tiếp. Sau đó cộng với 25x trừ đi 1. Các con có nhận diện ra được là hai cái thằng này nó xuất hiện nhân tử là x 10 không cả lớp? Có nhìn thấy x 10 không? Mà nếu x 10 mà khi chúng ta thay x bằng 10 vào những cái chỗ thằng này này. Đấy. Thì tuyệt vời luôn. Bởi vì trong ngoặc là bằng 0 x bình phương nhân 0 trừ 5x nhân 0. Vậy thì ngon rồi. Đến đây ta có như sau. Ta thay x bằng 10 vào biểu thức. Các con có thể gọi nó là biểu thức 1 cũng được. Gọi thằng này là biểu thức 1 nhé. Thay vào biểu thức 1. Thì ta sẽ có được như sau này. À, 10 bình phương nhân với 10 trừ 10. Trừ đi 5 nhân 10 nhân với 10 trừ 10 tiếp. sau đó cộng với 25 nhân với 10, trừ đi 1. Vậy thì ai chẳng biết kết quả của nó sẽ bằng là 0, trừ đi 0, cộng 250, trừ đi 1. Vậy kết quả là bằng 249. Cả lớp xác nhận cho thầy kết quả này có chính xác hay không đây? Đúng rồi thầy ạ. Ok. Rồi, chữa bài đi. Thế còn tất nhiên bạn nào mà bảo là không, em thích biểu diễn khả năng tính toán của em tức là chỗ này thay x bằng 10 vào ta có được nó là 10 mũ 3 là bằng 1.000 trừ đi 15 nhân với 100 vậy là 1.500 sau đó cộng với 75 nhân 10 là 750 sau đó trừ đi 1 bằng kết quả là hai thằng này âm 500 như vậy bằng 250 trừ <laughs> 1 và bằng 249 cũng được được chưa nào mà làm như thầy đều được điểm ok hết Làm như cách bên trên này này Dài hơn cách bình thường thay vào luôn Nhưng thể hiện một điều là gì Là thầy ơi Em hoàn toàn làm chủ được kỹ năng Kiểm soát nhân tử rồi Hiểu không Được chưa một nào Được không? chưa để để đây. Đây. Ôi ơi, bạn Gia Bảo ơi, Gia Bảo để ý mic nào. <laughs> Ơ tại sao lại 7B1 Nguyễn Tuấn Phong nhỉ? Cả lớp cho thầy hỏi một tí bạn ra bảo với bạn Tuấn Phong này là là các con ở khối 7 hay khối 8 đấy hả? Hay là các con đăng nhập vào nhưng mà các con không đổi tên thôi? À chưa chỉnh lại tên thì ok, vậy thì không vấn đề gì. Thầy sợ là vào nhầm lớp thôi chứ. <laughs> Được chưa? Rồi ok nhá, như vậy bài số 3 đã xong, bây giờ chúng ta chuyển bài số 4 này. Bài số 4 của chúng ta thì đầu bài như sau, nó bảo rằng tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức D. Vậy giá trị nhỏ nhất có nghĩa là phải liên hệ đến dấu lớn hơn hoặc bằng, được chưa cả lớp? Đây được gọi tên là giá trị nhỏ nhất này. Thế còn giá trị lớn nhất, khác đi một tí là bé hơn hoặc bằng thì thằng này sẽ là giá trị lớn nhất. Tuy nhiên bài này người ta chỉ hỏi giá trị nhỏ nhất thôi. Vậy chúng ta quan tâm đến cái việc đi tìm xem D lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu, được không các con? Vậy ta có như sau này, 2x bình phương cộng với 6x trừ đi 1. Đến đây thầy làm đặt hai ra ngoài, trong ngoặc còn lại 2 x bình cương cộng 3x, sau đó trừ đi 1 ở bên ngoài. Được không các con? Vậy bằng như sau này, 2 nhân với này. À, x bình phương cộng với 2 nhân với x nhân với 3/2, sau đó phải cộng thêm với 3/2 tất cả bình phương nữa. Như vậy cộng với 3/2 tất cả bình phương, vậy chúng ta phải trừ đi 3/2 tất cả bình phương tất cả này cho vào trong ngoặc sau đó trừ đi 1. Vậy đến đây thầy được 2 nhân với mở ngoặc vuông x cộng 3/2 tất cả bình phương sau đó trừ đi 9/4. Đóng ngoặc vuông vào trừ đi 1. Vậy đến đây thầy được là 2 nhân với x cộng với 3/2 tất cả bình trừ đi 9/2 sau đó trừ tiếp đi 1. Vậy kết quả này sẽ bằng 2 nhân x cộng 3/2 tất cả bình phương trừ đi 11/2. Đồng ý không các con? Được chưa nào? Trừ đi 11/2 nhá. Vậy đến đây ta có ta có nhận diện như sau. Ta có là 2 nhân mở ngoặc x cộng với 3/2 tất cả bình phương luôn luôn lớn bằng 0 với mọi giá trị của x. Với mọi giá trị của x. Nên 2 nhân với x cộng 3/2 tất cả bình phương thì thầy trừ thêm 11/2 nữa, thầy sẽ được như sau. Sẽ lớn hơn bằng 0 trừ đi 11 phần 2 bên tay phải. Đến đây thì chắc là cả lớp đã ra rồi, đúng không? Điều đó suy ra là gì? Biểu thức D của chúng ta sẽ lớn hơn bằng âm 11 phần 2. Như vậy đây chính là giá trị nhỏ nhất, đúng không? Của D. Vậy đến đây ta có nhá, à, Giá trị nhỏ nhất. Giá trị này. Nhỏ nhất này. Của biểu thức D. Biểu thức D là trừ 11 phần 2. Tuy nhiên chúng ta cần phải xét dấu bằng nữa cơ. Vậy dấu bằng xảy ra khi nào? Dấu bằng xảy ra khi đó chính là cách để nhận diện ra tìm ra dấu bằng nhá. Dấu bằng xảy ra khi mà cái thằng cuối cùng này xảy ra dấu bằng, đúng không con? Vậy chúng ta lần ngược lên phía trên, dòng ngay bên trên nó phải xảy ra dấu bằng. Vậy thằng này xảy ra dấu bằng khi nào? Khi thằng này lần ra là thằng này. Vậy đến đây ta sẽ có được như sau, dấu bằng xảy ra khi. 2 nhân mở ngoặc x cộng 3 phần 2 tất cả bình phương bằng 0 Và điều này sẽ dẫn tới là gì? Giải tương đương ra được là x cộng 3 phần 2 bằng 0 Và thầy giải tiếp ra được x bằng âm 3 phần 2 các con nhé Vậy đi đến kết luận cuối cùng của bài toán Vậy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, sorry Giá trị nhỏ nhất của D là âm 11 phần 2 Và khi mà x của chúng ta là bằng trừ 3 phần 2 Ok, xin mời các con chữa bài. Được chưa cả lớp? xin mời các con chữa bài nhé sau đó chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo bạn nào chỗ này mà các con viết luôn kết quả này cũng được cũng chắc là thầy huy sẽ không trừ điểm các con đâu tuy nhiên ấy nếu mà làm như bình thường thầy giải thì sẽ làm giống như thầy vừa làm đúng không nào thì đây có thể viết luôn như thế này cũng được Ok nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung của bài tiếp theo này. Bài tiếp theo này của thầy nó sẽ là bài số 5 5 6 7 đúng không? 5 6 7 Ok, bài số 5 của chúng ta nó bảo gì rằng, rằng gì đây? Tìm x à? Ok, tìm x. Vậy ta có này. x đi 3 đóng mở ngoặc nhân với 2 x bình phương cộng với 6x cộng với 18 bằng âm 38. Vậy đến đây thầy nhận diện trong thằng này khá quen quen. Bởi vì trong 7 hàng đẳng thức đáng nhớ chúng ta đã được học ấy thì có một hàng đẳng thức như sau. Đó chính là a mũ 3 trừ b mũ 3 bằng hiệu của chúng nhân với bình phương thiếu của tổng được không các con tức là a bình cộng ab cộng với b bình phương còn sư phụ nghĩa thì có thể gọi cái thằng này là lúc vui vui có thể gọi là bình phương thọt thế còn nếu như chúng ta học trong sách giáo khoa thì đây được gọi là bình phương thiếu của tổng các con nhá vậy thì thầy trông cái thằng bên trên Về trái của cái 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 bài toán tìm x này này trông nó khá là giống cái thằng này Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm nó xuất hiện bằng cách như sau. Ta sẽ có biến đổi tương đương này. X trừ đi 3 đóng mở ngoặc nhân với số 2. Thầy đặt ra ngoài. Trong ngoặc còn lại x bình cộng với 3x cộng với 9. Và đến đây bằng âm 38. Điều này sẽ tương đương với việc thầy đặt hai ra phía đằng trước. Trong ngoặc còn lại là x 3 đóng mở ngoặc nhân với x bình phương cộng với 3 nhân x cộng với 3 bình phương đóng mở ngoặc bằng âm 38. Được không các con? Đến đây thì đúng là quả thật đúng là hằng đẳng thức số 7 thật sự luôn. Đó là hiệu hai lập phương các con nhé. Hai cái ngoặc ở trong này nhân với nhau, đó chính là ta được như sau tương đương với này. Ở hai vế là có số 2 nên thầy sẽ lấy thằng hai này vứt sang bên tay phải, vậy ta có được cái kết quả ở trong ngoặc này như sau là x mũ 3 trừ đi 3 mũ 3 thì bằng âm 19, được không các con? Vậy đến đây ta có x mũ 3 trừ đi 27 được chưa nào? Là bằng âm -19 này. Vậy x mũ 3 sẽ bằng âm -19 cộng 27 là bằng dương 8. Dương 8 này nó chính là bằng 2 mũ 3, điều này dẫn tới suy ra x bằng 2. Và đây chính là x cần tìm của chúng ta. Được không cả lớp ơi? Nào, cả lớp kiểm tra giúp thầy với. Chính xác không ạ? À? Đúng rồi ạ. Ok. <laughs> Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển sang bài số 6. <laughs> ok, bài số 6 nhá. có như sau này, bài số 6 nó bảo rằng là phân tích thành thành nhân tử 6x bình phương trừ đi x trừ đi 1. Bài này thì các con có thể ấn máy tính để nhẩm xem là nghiệm của đa thức này bằng bao nhiêu cũng được. Còn như thầy thì thầy làm quen rồi, thầy không cần. Nhưng bản thân nếu các con mà có muốn nhẩm nhá, thì trong trường hợp này chúng ta ấn máy tính, thầy sẽ thao tác lại cho các con một lần nữa để coi như chúng ta có cái cơ hội để ôn tập lại này. Đó chính là ấn máy tính lên. Nào, cả lớp nhìn vào đây. Máy này là máy 580 FX5580, thế còn những bạn nào có máy tính 570 thì cũng được. Các con lát nữa thầy có thể hướng dẫn được. Thì trong trường hợp này ta có này. Đây là đa thức bậc 2 vậy chúng ta ấy ch ấn chọn menu này, ấn số 9. Sau đó ở đây nó hiện ra hai dòng thì cái bản này là bản uh, tiếng Anh. Còn nếu những bạn nào mà có tiếng Việt ý thì các con ấn cho thầy số 2 được không nào? simu uh, SIMUL EQUATION này nó là hệ phương trình, thế còn POLYNOMIAL này nó là phương trình như vậy trong trường hợp này chúng ta à bạn thùy dương khoe là em có năm tám 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 nhà thầy nghèo không có tám tám như vậy là những bạn nào mà nhà có điều kiện ấy thì chịu khó là hỏi thầy hỏi sư phụ nghĩa xem sử dụng tám tám như nào nhá nhà thầy nghèo lắm không có tám tám đâu được chưa vậy trong trường hợp này ấn số 2 cho thầy nó hiện ra là tiếp tục là chọn phương trình hay là chọn đa thức bậc mấy thì ở đây là đa thức bậc 2 vậy tiếp tục ấn số 2. Nhập các hệ số tương ứng vào cho thầy. Trong trường hợp này hệ số của chúng ta như sau. Hệ số đầu tiên a bằng 6. Hệ số thứ hai b bằng âm -1 và hệ số cuối cùng c của chúng ta bằng trừ -1 được chưa các con? Vậy đến đây ta có này, nhập hệ số a bằng 6 vào, ấn dấu bằng. b bằng âm -1 ấn dấu trừ sau đó ấn số 1, ấn dấu bằng. C bằng âm 1 tiếp tục ấn dấu trừ, ấn số 1, ấn dấu bằng. Ấn thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ tìm ra được là đa thức này có một nghiệm x bằng 1 phần 2. Còn một nghiệm nữa là bằng âm 1 phần 3. Vậy thầy xin phép nốt nó ra đây cho thầy. Như vậy đa thức này có hai nghiệm này là x bằng 1 phần 2 và x bằng trừ 1 phần 3. Như vậy nếu có nghiệm x bằng 1 phần 2 Tức là sẽ có nhân tử là như thế nào Thì chúng ta sẽ có nhân tử như sau Lấy 2 nhân với x Sau đó nhớ là nhân này Sau đó lấy thằng này trừ đi tử Số là trừ đi 1 Vậy thằng này chắc chắn có nhân tử là 2x trừ đi 1 Được chưa cả lớp Vậy bây giờ kiểm tra xem lý thuyết này có chính xác hay không À thế ạ à? Ấn máy tính nhỉ? Ok ok ạ, à. đây đây đây. À, bây giờ bây giờ bạn Gia Bảo cho thầy hỏi là bạn Gia Bảo có máy tính năm 570 hay máy tính 580 nào, thầy sẽ dạy con đúng theo cái máy tính của con luôn. 580 gì? Ok. Đây nhá, 580 đây nhá. Gia Bảo chịu khó nhìn lại một chút này. Đầu tiên là thầy quay trở về cái chế độ ban đầu. Đây là máy tính tính toán bình thường. Thế thì ở trong trường hợp này để nhẩm được giá trị nghiệm của đa thức 6x bình phương trừ đi x trừ 1 thì chúng ta cần phải vào chế độ tìm nghiệm của đa thức. Vậy chế độ đó như thế nào? Thì đó là như sau. Đầu tiên con ấn menu cho thầy. Chọn menu. Được chưa nào? Chọn menu. Sau đó chúng ta chọn số 9. Sau khi chọn số 9 xong thì bắt đầu nó vào chế độ là giải nghiệm của đa thức hoặc là hệ phương trình hoặc là phương trình thì trong trường hợp này số 1 là tương ứng với trường hợp giải hệ thế còn số 2 là giải phương trình hay còn gọi là tìm nghiệm của đa thức thì các con ấn số 2 cho thầy nhé ra bảo ấn số 2 đến đây nó lại hiện tiếp một câu nữa nó hỏi là vậy giải đa thức bậc mấy thì đây là đa thức bậc 2 cho nên chúng ta ấn số 2 một lần nữa và trên máy tính nó sẽ hiện ra chữ như thế này ra bảo thao tác luôn cho thầy xem có ok không Được chưa? Rồi đúng không? Vậy đến đây chúng ta cần phải nhập các hệ số vào này, ra bảo này. Ở đây ta có được cái đa thức bậc 2, ấy, ra bảo nhìn nhá Nó thực tế nó có dạng chính xác là AX bình phương cộng BX cộng với C. Như vậy A của chúng ta chính là bằng 6. B của chúng ta chính là bằng âm 1. Bởi vì đây là trừ. Còn C của chúng ta thì tính bằng âm 1 nữa được chưa nào à Casio 500 có tính được luôn Casio 500 có tính được bởi vì thầy có một cái máy tính Casio 500 ngày xưa ấy thầy phải nhịn ăn ăn sáng khoảng độ mấy năm ấy mới đủ tiền để mua được cái Casio 500 phải à, không phải nhịn ăn sáng mấy năm liền được chưa <laughs> Còn bây giờ thì cái máy tính đấy thì bây giờ toi rồi, lâu quá rồi, nó bị chết rồi các con ạ à. Mới có được có bao nhiêu năm nhỉ? Mới được có khoảng 15, à không, 15 là thế nào? Được khoảng độ gần 20 năm thôi Được chưa nào? Cái máy tính Casio FX500 của đấy được khoảng 20 năm Mà 20 năm thì nó toi là đúng rồi, đúng không nào? Vậy trong trường hợp này Gia Bảo nhập lại cái hệ số cho thấy nhá Gia Bảo nhìn này A của chúng ta là bằng 6 Vậy con ấn số 6 Nhưng mà ấn số 6 này Thì máy tính chưa xác nhận Cái giá trị này vào trong máy tính đâu ạ à. Mà nó xác nhận bằng cách Chúng ta phải ấn một dấu bằng một lần Sau đó B bằng âm 1 Thì chúng ta nhập số âm 1 vào Tiếp tục ấn dấu bằng Để nó hiểu là đã nhận giá trị là trừ 1 C của chúng ta là bằng âm 1 tiếp lại ấn âm 1, sau đó ấn dấu bằng một lần nữa Và các con ấn dấu bằng để giải ra được nghiệm của đa thức này là một thằng bằng 1/2 và một thằng bằng âm 1/3 xin mời ra bảo xác nhận con đã thực hiện thành công chưa <laughs> thành công rồi thì ok rồi nhất trí nhá Như vậy là có một thằng x= 1/2 này và một thằng x bằng 1/ âm 1/3 này như vậy trong bài này chắc chắn nó sẽ phải có hai nhân tử nhân tử thứ nhất là 2x 1 còn nhân tử thứ hai nó sẽ là 3x nhân x cộng với 1. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem cái này có chuẩn hay là không bằng cách như sau. 6x bình phương trừ đi x trừ 1, thầy sử dụng kiểm soát nhân tử bằng cách 6x bình, thầy trừ đi 3x. Trừ 3x mà đây là dương 2x, vậy phải cộng trả lại 2x trừ đi 1. Vậy đến đây ta được như sau, hai thằng này ghép với nhau, hai thằng này ghép với nhau. Hai thằng đầu đặt 3x ra ngoài làm thừa số chung ta được 2x trừ đi 1. Cộng với 2x trừ đi 1 thầy cho vào trong ngoặc cho vui. Vậy đến đây ta được bằng 2x trừ 1 đặt thừa số chung. Đến đây chúng ta nhân với thằng này thêm 1 vào đằng trước cho nó trông cho nó giống giống cái thằng đằng trước nhá. Vậy đến đây ta được là 3x cộng với 1. Như vậy là cái nhận định ở bên trên của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Các con có phát hiện ra được cái thằng vàng này của thầy với cái thằng xanh này giống hết nhau không? Như hai anh em luôn. Được chưa? Được chưa nào? <laughs> <laughs> ok chưa nhất trí nhá xin mời con chưa bài Ok, rồi chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của bài số 7 các con nhá. Bài số 7 này. Bài số 7 của chúng ta thì như sau. Tiếp tục phân tích đa thức về nhân tử và nhân tử chúng ta trong trường hợp này, chúng ta tiếp tục ẩn máy tính. Máy tính nếu thằng này nếu thầy nhầm không nhầm thì máy tính sẽ có một nghiệm x bằng âm -1, được không các con? Sẽ có một nghiệm x bằng âm -1. Vậy dựa trên cái việc kiểm soát nhân tử thì chúng ta sẽ có được cách thức xử lý cái bài số 7 này như sau. 2x mũ 3 cộng x bình phương cộng 4x cộng với 5 thì thầy sẽ kiểm soát nhân tử bằng cách như sau. 2x mũ 3 thầy cộng với 2x bình phương trừ đi x bình phương trừ đi x cộng với 5x cộng với 5 và đến đây thầy được là đặt 2x bình phương ra ngoài nhân x cộng 1 trừ đi x nhân x cộng 1 và cuối cùng là cộng 5 nhân x cộng 1 tiếp. Vậy đến đây ta bằng như sau, đặt thừa số x cộng 1 ra làm thừa số chung các con nhá. Nào, có nhìn thấy ba thằng này giống hết nhau chưa? Trong ngoặc còn lại cái gì là 2x bình trừ đi x cộng với 5. Và đến đây bài toán kết thúc là bởi vì thành phần màu xanh của thầy đằng sau này không tách được nữa cả lớp nhá. Thằng này không tách được nữa nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Rồi, cả lớp chưa bài. <cười> <cười> <laughs> có bạn nào đặt ra câu hỏi cho thầy ở bài này không ạ <laughs> Ôi khổ nhá Không biết làm nào ra âm 1 à Khổ thế <laughs> Ok chờ chờ thầy một tí rồi thầy nói tại sao ra âm 1 à, Âm 1 là vì như sau Xin mời các bạn lại tiếp tục nhìn vào cái máy tính này của thầy máy tính này là máy tính bên bển rất là xịt à, các con có tiền cũng không mua được cái máy tính giống như máy tính này của thầy đâu là bởi vì máy tính này chỉ có là cài được trên máy tính của thầy thôi máy tính laptop ấy ạ vậy bài này sẽ xử lý như sau nào cả lớp nhìn này à <laughs> đúng rồi ship son được nhất trí tuy nhiên ý đấy là những bạn nào mà dùng những bạn nào dùng máy tính là ok rồi Thế còn bây giờ ấy Thì uh, Trong trường hợp này thì thầy sẽ sử dụng Chức năng là tìm nghiệm của đa thức Để cho nó liền mạch với kiến thức của bài trên Vậy cả lớp nhìn này Thầy ấn menu này Thầy ấn số 9 này Sau đó menu 9 xong thì thầy ấn số 2 Nó hỏi chúng ta là Đa thức của chúng ta là bậc mấy Thì thầy sẽ ấn đó là Ấn số 3 Là bởi vì đa thức này là đa thức bậc 3 Vậy cả lớp cho thầy hỏi các con có nhìn thấy là màn hình máy tính Casio 580 của thầy ở trên nó có hiện là ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx cộng d cả lớp có nhìn thấy cái dòng này không ạ? Nào cả lớp. À. Nam Thái có nhìn thấy không con? Có nhìn thấy à. đúng không? À. Ok. Vậy thì với cái việc mà chúng ta đã nhìn thấy cái thằng này ấy, thì chúng ta sẽ nhận diện như sau. Nào cả lớp các con nhất là con nhìn này. 2x mũ 3 cộng với x bình phương cộng với 4x cộng với 5 thì thằng này nó có dạng chuẩn của nó là ax bình cộng bx ax mũ 3 cộng bx bình phương cộng cx và cộng với d như vậy chúng ta sẽ nhận diện ra được là a của chúng ta bằng 2 b của chúng ta bằng 1 c của chúng ta bằng 4 và d của chúng ta bằng 5 nào cùng kiểm tra xem có chính xác hay không nhá Ồ, bạn Minh Tuấn này giỏi thế nhỉ bạn Minh Tuấn bảo là không nhìn thấy thế mà vẫn học được lại còn đăng nhập được vào lớp online giỏi thật <laughs> như vậy là học là học để bằng là tai đúng không lắng nghe à hả à? nghị lực phi thường học sinh uh, vượt vượt khó đúng không vượt khó học tập dạ vâng trong trường hợp này thì ta có là nhập a của chúng ta là bằng hai các con nhé ấn số 2 ấn dấu bằng b của chúng ta bằng một ấn số 1 ấn dấu bằng C của chúng ta bằng 4 ấn dấu bằng D bằng 5 ấn dấu bằng sau đó ấn dấu bằng một lần nữa máy tính sẽ giúp chúng ta tìm ra được nghiệm của đa thức này là x bằng trừ 1 được không các con được chưa nào Thế còn một số bạn có comment cho thầy là dùng ship son đó là gì đó là dùng chức năng giải nghiệm của đa thức tìm nhanh hoàn toàn ok có nghĩa là gì khi nhập một đa thức đa thức bậc 3 là cái thằng 2x mũ 3 cộng x bình phương cộng 4x cộng 5 này này Thì chúng ta dùng chức năng ship zone Thì có thể tìm ra được là nghiệm của đa thức luôn Là x bằng âm 1 Thì nó cũng giống như này thôi Tuy nhiên cái này Thì các con chỉ cần nhớ cho thầy một cách thôi Bởi vì sao? Những bạn nào làm thành thạo rồi thì không nói Còn những bạn nào chưa thành thạo Thì chỉ cần nhớ cho thầy duy nhất một cách thôi Đấy đã là ok lắm rồi Được không nào? Ok chưa? Rồi, vậy bây giờ quay trở lại bài toán tiếp theo nhá sau khi tìm ra được x bằng âm 1 này rồi Thì đương nhiên kiểm soát nhân tử Các con sẽ tách ra được ngay là thành nhân tử x cộng 1 Nhân với 2x bình phương chứ x cộng 5 ngay thôi Được chưa? Ok, rồi chuyển bài số 8 và bài số 9 Để kết thúc đề của các bạn lớp 8B Phân tích thành nhân tử Đó là bài số 8 Bài này phân tích như thế nào đây? Viết lại đầu bài trước đã <laughs> cộng với 9y bình phương. Nào, bài này thầy sẽ nhận diện như sau. Nguyên tắc là chúng ta luôn luôn phải làm xuất hiện được bình phương của một tổng hoặc bình phương một hiệu trước. Vậy thầy sẽ đi ghép x bình phương trừ 6xy, thầy cộng với 9y bình phương vào cho nó vào trong ngoặc. Được không các con? Bởi vì thầy thấy rằng ba thằng này nếu ghép với nhau chắc chắn xuất hiện được hằng đẳng thức số 2 có tên gọi là bình phương của một hiệu. Thế còn hai thằng đằng sau đó là trừ 3x cộng với 9y chúng ta giữ nguyên. Tuy nhiên các con có nhìn thấy là hai thằng này đặt được thừa số 3 ra ngoài làm số chung không? Chắc là có chứ đúng không? Vậy đến đây bằng này. Ba thằng ở đầu tiên trong ngoặc đó là x trừ đi 3y tất cả mũ 2. Trừ đi đặt 3 ra làm thừa số chung lại x trừ 3y tiếp. À, ngon rồi. Hai thằng này giống nhau. Vậy chúng ta hoàn toàn được phép đặt thừa số chung bằng cách x trừ đi 3y đóng mở ngoặc Nhân tử còn lại là x trừ 3y trừ đi 3 Và bài toán của chúng ta là kết thúc Được chưa cả lớp Như vậy bài số 8 của chúng ta đã xong <laughs> ok chưa cả lớp ơi? Như vậy bài số 8 xong nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang làm bài số 9. Là cũng là bài theo thầy là bài khó nhất trong cái đề này. Đúng không ạ? Trông có vẻ phức tạp. Rồi, ta có như sau này. Bài cuối cùng nhá. Tìm xy biết rằng x bình cộng y bình trừ 12 x cộng, cộng 4 y bằng âm 40 được không các con à. À. Để, bạn Thái Dương ở lớp 8A2 có chia sẻ là bài này EZ cái bài này là của 8B thì có thể nó sẽ đối với con có thể đơn giản hơn một tí đó à tuy nhiên đối với bạn các bạn lớp 8B thì thấy rằng đây là một bài ở mức độ là xứng đáng là bài cuối cùng rồi được chưa? ôi vậy bài này ta sẽ có như sau đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển âm 40 vứt sang bên tay à, trái trước vậy ta có này x bình cộng y bình trừ 12x cộng 4y và cộng với 40 bằng 0. vậy đến đây ta phát hiện được như sau ở bên tay trái này thì có những cái thằng mà ở đây xuất hiện là x bình này. Sau đó lại trừ đi 12x này. Cái kiểu này là khả năng rất cao sẽ có thể làm xuất hiện được bình phương của một hiệu, được không các con? Vậy chúng ta sẽ nghĩ đến việc x bình ghép với trừ 12x. Bây giờ chúng ta phải cộng thêm với thằng b bình phương nữa. Vậy nhận diện làm thế nào để được b bình phương thì đây là x mũ 2 trừ đi 2 nhân với x bởi vì x ở trong này. Như vậy còn cái thằng thứ hai nữa nó là đó chính là số 6. Bởi vì nếu như mà 2 nhân x nhân 6 thì sẽ ra được là 12x, đúng không cả lớp? Chuẩn không ạ? À? Như vậy cần phải cộng thêm với một cái thằng đằng sau đó là 6 bình phương lên, tức là cộng với 36 ở đây, đúng không các con? Vậy trên này chúng ta sẽ cộng với 6 mũ 2 nhá. Sau đó cộng với y bình hoàn toàn tương tự cộng 4y như vậy chúng ta cộng thêm 4 vào và thằng này bằng 0 là sở dĩ 6 mũ 2 cộng thêm với 4 đúng bằng 40 thầy sẽ khoanh tròn thằng màu xanh những thằng này Đấy. hoàn toàn hợp lý được chưa nào Vậy đến đây ta sẽ được như sau ba thằng đầu tiên ghép chúng lại với nhau ba thằng phía sau ghép lại với nhau Vậy đây sẽ chính là x 6 tất cả bình phương cộng với đây là y cộng với 2 tất cả bình phương bằng 0 mà hai tổng bình phương bằng 0 À Thế ạ Hai thằng này tổng bình phương bằng 0 dẫn tới là gì. Ta có này. x chữ 6 tất cả bình luôn lớn lớn bằng 0. y cộng 2 tất cả bình cũng luôn luôn lớn bằng 0 nên ta có x chữ 6 tất cả bình phương cộng với y cộng 2 tất cả bình phương luôn luôn lớn bằng 0 và điều này dẫn tới là gì suy ra tổng ở trên này bằng không bằng không khi nào suy ra là gì là x trừ 6 tất cả bình phương cộng với y cộng 2 tất cả bình phương bằng không điều này sẽ dẫn tới suy ra được là gì đồng thời xảy ra là x trừ 6 tất cả bình phải bằng không và y cộng 2 tất cả bình phải bằng không các con nhá và đến đây chúng ta sẽ lập tức tìm ra được ngay thôi đó là x bằng 6 và y bằng trừ 2 vậy đến đây đi đến kết luận Vậy bộ số xy của chúng ta cần tìm là 6 chấm phẩy trừ 2 đóng ngoặc Được chưa cả lớp Ok À đây thầy lý luận đây này Chúng ta sẽ lý luận như này Còn nếu không thì chúng ta có thể viết như sau Từ đó suy ra là thầy sẽ ghép cái thằng này lên trên phía này Sau đó bỏ cái chữ nên này đi Cho nó đỡ dài dòng Được không cả lớp? Cả lớp ok chưa? Ok rồi ạ. À. Ok, các bạn lớp 8B chắc là có câu hỏi nào đặt ra cho thầy ở cái đề đánh, đề thi của các con không? Không ạ. Ok. Vậy thì các bạn 8B chữa xong, các con có thể thoải mái thoát ra khỏi phòng học nhá Sau đó chúng ta sẽ chữa ngay đề lớp 8A2. Đúng ạ, anh chào thầy. Ok, rồi thầy xin chào tất cả các bạn. ok thầy chào Thùy dương ạ à. sướng nhỉ bây giờ lại được đi chơi à, trong khi thầy thì chưa được chơi thầy còn chưa ăn cơ lát nữa thầy sẽ sau buổi này thầy mới được à, ngồi ăn cơm được chưa nào ok nhá rồi chúng ta sẽ đi chữa đề của các bạn lớp 8 a 2 ngay bây giờ đề như sau Đúng rồi ạ. À, ok ạ. À. Đúng rồi Quang Thắng ơi. Bây giờ 8A2 đi ạ. À. Nào 8A2 chúng ta mở 8A2 nào. À, 8A2 cũng có bài số 1. Cũng là điền vào chỗ chấm chấm. Thầy sẽ copy cho thật nhanh nhé. Ừ, ok. Bài này như sau. Ơ. Ừ. À, chắc là Quang Thắng đang nghĩ đến việc là chữa đề, chữa đề bài tập về nhà gì đây con. Đây là đề của bài kiểm tra đánh giá năng lực ạ. À. Thế còn đề hình thì tuần tiếp theo thầy sẽ chữa nhá. Tuần tiếp theo thầy sẽ chữa bởi vì là ở tuần vừa rồi ấy, thì sư phụ nghĩa có chỉ định thầy là tuần này bắt buộc phải chữa cho các bạn ấy đề đánh thi đề thi đánh giá năng lực, đúng không nào? Cho nên là cái đề hình chúng ta sẽ chữa tiếp theo tuần sau. Đến đây ta có như sau này, thầy nhận diện thằng này nó chính là bằng 5x tất cả đóng ngoặc bình phương trừ đi 2 nhân với 5x như vậy ta sẽ còn nhân với 2y nữa đúng không cả lớp? Được chưa nào? Như vậy trong trường hợp này ta cần phải cộng thêm thằng này đó là cộng 4y bình phương. Và bằng bên tay trái nó là 5x trừ đi 2y tất cả bình phương các con nhá. Được không nào? Ok nhá. Như vậy câu A xong. Ý B này của chúng ta thì khai triển luôn ra này là bằng x mũ 3 này trừ đi 3 nhân x như vậy là 3 4 là 12 vậy trừ đi 12xy mũ 2 à XY, X bình phương y cộng với 16 là 48, 48x uh, y bình phương và cuối cùng trừ đi là 64 y mũ 3. Được không các con? Đây là thầy nhẩm luôn như này. Cả lớp kiểm tra cho thầy xem có chính xác hay không. Được chưa cả lớp? Ok nhá. Thế còn thằng sau này khai triển sử dụng hàng đẳng thức này, thằng này sẽ bằng như sau này. Cả lớp nếu trong trường hợp các con không tự tin lắm thì chúng ta sẽ nghĩ cái cách làm như thế này. Tất nhiên là các con hoàn toàn có thể sử dụng công thức luôn cũng được. Được chưa nào? Bạn nào sử dụng luôn công thức cũng được. Còn đây là thầy sẽ giúp cho những bạn nào mà nhận diện chưa tốt. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là thầy đóng ngoặc 2x chữ y này trước. Sau đó cộng với y lại. Cộng với hai lại tất cả bình phương. Vậy đây chính là bình phương của một tổng. Vậy thằng này sẽ bằng là 2x chữ đi y tất cả bình. Cộng với 2 nhân với 2x chữ đi y. Nhân với 2. Sau đó cộng với 4 đúng không các con? Vậy đến đây nhân tung nó ra nhá. Vậy ta có là 4x bình phương này cộng với y bình phương này cộng với à, trừ đi trừ đi 2 xy là trừ đi 4 xy sau đó là cộng với 22 2 là 4 như vậy là cộng với 8x trừ đi 4 y và cuối cùng là cộng với 4 rồi xin mời cả lớp xác nhận kết quả còn bạn nào khai triển sử dụng hàng lập thức luôn cũng được Được chưa cả lớp ơi? Ok nhá, thực hiện phép nhân là câu D này Câu D này thì thầy sẽ cho nó xuống dưới này Câu D của chúng ta như sau Kết quả này sẽ bằng cái gì đây? X cộng 2 nhân với thằng này Vậy đến đây ta có như sau Phép nhân đa thức với đa thức Vậy ở đây nhân bình thường thôi X cộng với 2 Đóng mở ngoặc Nhân với x bình phương trừ x cộng 2 Vậy đến đây bằng như sau Thằng này thì không xuất hiện được hàng đẳng thức các con ạ Thế còn nếu mà các con muốn sử dụng hàng đẳng thức cũng được Thầy hoàn toàn chia sẻ là cũng được nhá Được chưa nào Thế nhưng mà trong trường hợp này thì cũng được như sau Thầy sẽ làm bằng hai cách Cách thứ nhất đó là nhân đơn thuần Thì ta sẽ được là x nhân với x bình phương trừ đi x cộng với 2 Sau đó cộng với 2 nhân với x bình phương trừ đi x cộng 2 Đây là thầy làm cách này được gọi nó là cách cổ điển Nhân đa thức với đa thức như bình thường thôi Vậy đến đây ta được là x mũ 3 này Trừ đi x bình phương cộng 2x Cộng với 2x bình phương trừ đi 2x cộng với 4 và chúng ta nhớ là phải thu gọn nó lại các con nhá đó là cộng với x bình phương cộng với 4 đây là kết quả được chưa cả lớp được chưa ạ và bây giờ thầy sẽ làm cho các con cách thứ hai cách thứ hai như sau cả lớp nhìn này Cách thứ hai là cách làm đối với những bạn nào mà sử dụng được kỹ năng tinh tế hơn thì đó là như sau, cả lớp nhìn nhá. Bằng x cộng 2 thầy giữ nguyên. Sau đó trong ngoặc này thầy sẽ làm xuất hiện được là x bình phương trừ 2x cộng với 4. Được không các con? Tại sao xuất hiện cái này làm gì? Bởi vì nếu như chúng ta đi ghép cái thằng này với cái thằng bên trong này này, lập tức nó biến ngay thành là hàng đẳng thức số 6. Có gọi tên nó là tổng hai lập phương. Cả lớp có ok với thầy cái kỹ năng này không? Thế nhưng mà trong ngoặc của chúng ta thực tế nó đang trừ x thôi, như vậy phải cộng giả x, cộng 2 thôi vậy biến thành như thế này, được chưa cả lớp? Sau đó thì thầy bằng như sau. Thằng đầu tiên ghép với nhau thầy sẽ được là x cộng với 2 đóng mở ngoặc nhân với x bình phương trừ 2x cộng với 4. Sau đó cộng với x cộng 2 đóng mở ngoặc nhân x trừ 2. Được không các con? Được chưa nào? Vậy đến đây ta bằng như sau nhá. bằng này bài toán đến đây kết thúc rồi đấy bằng hai thằng đầu tiên nhân với nhau thầy sẽ được xuất hiện hàng đẳng thức x mũ 3 cộng với 8 sau đó là cộng với x bình phương trừ đi 4 vậy đến đây kết quả nó sẽ giống hệt như kết quả cách làm một từ thầy đó là x mũ 3 cộng x bình phương cộng với 4 cả lớp có hiểu được cách làm số 2 này của thầy không ạ những bạn 8A2 thầy tin là các con sẽ phải làm được cách này cả lớp có ok không A2 cho thầy hỏi có hiểu cách làm số 2 này của thầy không? Ok. Rồi, chữa thật nhanh để chuyển bài số 2 nào. Bài số 2 nhá. Bài số 2 như sau, nó bảo rằng rút gọn, thằng này thầy sẽ nhân tung nó ra thôi, đó là x bình phương trừ 2x cộng với 1. Sau đó cộng với thằng phía đằng sau. Thì thằng đằng sau này nó sẽ bằng bao nhiêu đây? Nào, bình tĩnh này. x cộng 1, chỗ này là trừ đi trong ngoặc là trừ x bình phương này. À, cộng 3x trừ đi x là cộng 2x, sau đó cộng với 3 nữa, được không ạ? Vậy thằng này các con tung nó ra nhé, x bình phương trừ x bình phương hết, trừ 2x cộng 2x hết như vậy nó là bằng dương 4 các con ạ. Bằng dương 4. Bài này thì chúng ta làm như nào đây? Tìm x biết 4x bình phương trừ 4x trừ đi 3 bằng 0. Vậy thằng này sẽ bằng là 4x bình phương này. Trừ đi 6x. Được chưa nào? Cộng với 2x trừ đi 3 bằng 0. Đến đây, ghép hai thằng đầu tiên với nhau, đặt 2x ra ngoài được 2x trừ đi 3. Sau đó cộng với 1 nhân với 2x trừ đi 3 tiếp thì thầy đã xuất hiện được thừa số chung là 2x trừ 3. Vậy đến đây ta đặt 2x trừ 3 ra ngoài làm thừa số chung, trong ngoặc còn lại là 2x cộng 1 bằng 0. Điều này dẫn tới là gì? biến đổi tương đương từ trên xuống dưới nhá. 2x 3 bằng 0 hoặc là 2x cộng với 1 bằng 0. Tương đương với trường hợp thứ nhất tìm ra được x bằng 3 phần 2, trường hợp thứ hai x bằng âm 1 phần 2. Cả lớp xác nhận cho thầy kết quả có chính xác hay không. Nhanh. Nào, ok hay không đây? lớp cho thầy bài số 3 này kết quả đúng không nào? Nhớ cho thầy phải có kết luận nhá Đó là vậy này. Vậy. X sẽ thuộc tập hợp gồm có 3 phần 2 chấm phẩy âm 1 phần 2. Được chưa nào? Ok nhá Bây giờ thầy sẽ chữa bài số 4. Bài số 4 nó bảo rằng tìm giá trị lớn nhất. Vậy biểu thức A của chúng ta sẽ bằng như sau. 1 trừ đi 3X trừ đi X bình phương. Vậy nó lại đặt dấu trừ ra trước. Ta được lại trừ đi x bình phương cộng với 3x Sau đó là cộng thêm với 1 ở phía đằng sau Vậy đến đây ta bằng này Trừ mở ngoặc x bình phương cộng với 2 Nhân với x nhân với 3 phần 2 Vậy phải cộng với 9 phần 4 Sau đó nhớ trừ giả 9 phần 4 Ở trong ngoặc sau đó cộng với 1 Vậy đến đây thầy bằng như sau Trừ đi x à, cộng với 3 phần 2 Tất cả bình phương cộng với Trừ đi 9 phần 4 ở trong ngoặc Và cộng với 1 Vậy đến đây bằng như sau x cộng với 3 phần 2 tất cả bình phương có dấu trừ đằng trước trừ trừ thành cộng tức là cộng với 9 phần 4 và cộng với 1 vậy đến đây xong rồi bài toán xong rồi đấy nó bằng như sau bằng này thằng này đến đây đánh giá như sau các con nhá cả lớp nhìn này thầy đánh giá này ta có trừ của x cộng với 3/2 tất cả bình phương luôn luôn bé hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của x, với mọi giá trị của x. Nên khi chúng ta cộng thêm hai vế với lượng 13/4 vào, ta sẽ có được như sau. sẽ bé hơn hoặc bằng 0 cộng 13/4. Và tức là thằng này chính là bằng 13/4, được không các con? Và như vậy thì cái việc tìm ra giá trị lớn nhất vậy ta có như sau giá trị lớn nhất của biểu thức A là 13 phần 4 đúng không con? Và thằng này dấu bằng xảy ra khi nào nhỉ? Dấu bằng xảy ra khi khi mà x cộng với 3 phần 2 tất cả bình phương bằng 0 Điều này sẽ tương đương với x sẽ bằng âm 3 phần 2 Được không các con? Nào xin mời cả lớp xác nhận kết quả cho thầy nào <laughs> Ở lớp ơi xác nhận kết quả cho thầy với ạ đúng không các con ơi hay là làm lâu quá quên mất rồi chắc là làm lâu quá một tháng rồi quên mất kết quả rồi đúng không các con chuẩn đúng không ạ nhưng mà vậy thầy hỏi này với cái việc thầy trình bày này các con có hiểu không các bạn lớp 8A2 có ok 100% không Ô, ừ, các con không chia sẻ gì với thầy à? Các bạn lớp 8A2 cho thầy hỏi là với cái việc thầy chữa như này các con đã hoàn toàn ok chưa? Có phần nào các con chưa hiểu không? Hay là tất cả đều ok hết rồi? Rồi nếu như không có câu hỏi nào dành cho thầy ở phần này thì chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nhá. Cái gì nhỉ? Giải thích lại phần 3, phần 2 là như nào nhỉ? Thầy thầy chưa hiểu lắm. À, tức là ý con là không hiểu tại sao lại xuất hiện được cái chỗ này là x cộng 3 phần 2 hay gì Có phải ông hay thế nào ờ, Ok, vậy bài này chúng ta sẽ phải nói lại kỹ càng hơn một tí như sau này Biểu thức A của chúng ta là 1 trừ đi 3x trừ đi x bình phương nhá Con nhìn này Vậy đầu tiên thầy sẽ đặt cái thằng trừ x bình phương trừ 3x này Thầy đổi lại như sân như sau Và thằng này sẽ bằng là trừ của mở ngoặc x cộng với 3x Trong ngoặc cộng với 1 Vậy thì nguyên tắc của cái việc mà tìm giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất ấy là lý thuyết của nó như sau là cần phải làm xuất hiện được một thằng bình phương tức là m bình phương cộng với một thằng m nhỏ nào đó. Thì nếu như thằng này mà lớn bằng 0 ấy thì khi cộng thêm với m vào đây thì như vậy ta sẽ được kết quả này sẽ lớn hơn hoặc bằng m. Và đây là bài toán này có tên gọi nó là giá trị nhỏ nhất. Được chưa nào? thế còn hoàn toàn tương tự nếu a mà bằng trừ đi m bình phương mà cộng thêm với một thằng m nào đó thì bài toán này lại là tương ứng với bài toán giá trị lớn nhất tại sao là bởi vì như sau thằng này bé hơn nó bằng không sau đó cộng thêm với một thằng m nào đó thì giá trị tìm được nó sẽ phải bé hơn hoặc bằng m nhỏ và đây là giá trị lớn nhất được không các con được chưa nào cả nhớ còn nhớ cái lý thuyết này không Vậy bài toán này đến đây ta sẽ xử lý nó như sau bằng này trừ mở ngoặc x bình phương thầy cộng với 3x này thầy sẽ tách nó ra thành như sau 2 nhân với x tại sao lại nhân với x là cái thằng x bình phương này nó chính là đặt vào đây thế thì ở đây ý, ở trên này là 3x vậy chỗ này cần phải nhân thêm với phân số 3 phần 2 để cân bằng 2 nhân x nhân 3 phần 2 thì bằng 3 phần, 3x ở trên nào, Tuấn Phong cho thầy hỏi cái này có ok không nào? Có hiểu vì sao thầy đã tách ra được 3 phần 2 ở đây chưa? Được chưa nào? Ok rồi gì? Rồi đến đây thì xong rồi đây này. Đến đây ta được như sau nhé Cộng với 3 phần 2 tất cả mũ 2 lên thì phải trừ giả đi là trừ giả đi 9 phần 4 và tất cả thằng này cho nó vào ngọc vuông. <laughs> cho nó vào ngoặc vuông nhé. Sau đó vẫn có cộng 1 bên ngoài. Vậy đến đây thì ta được như sau. Bằng này, trừ của mở ngoặc vuông. X cộng 3 phần 2 tất cả bình phương. Trừ đi 9 phần 4. Đóng ngoặc vuông cộng với 1. Vậy thầy phá tung ngoặc này ra là được x cộng với 3 phần 2 tất cả bình phương. Trừ trừ thành cộng, như vậy cộng với 13 phần 4. Và như vậy bài toán đến đây là đánh giá là gì? Chỗ này nhá Nhỏ hơn hoặc bằng 0 cộng thêm một lượng này vậy nó nhỏ hơn 13 phần tư và bài toán kết thúc được chưa cả lớp được chưa nào ok nhá rồi bây giờ chúng ta chuyển bài tiếp theo này Ok, bài số 5 của chúng ta thì như sau tìm x 8x mũ 3 cộng với 12x bình phương cộng với 6x bằng 124. Vậy đến đây ta có như sau, thằng 8x này, 8x mũ 3 này chính là 2x tất cả mũ 3 cộng với 3 nhân với 2x tất cả bình phương nhân với 1 cộng với 3 nhân với 2x nhân với 1 nữa, được không các con? Như vậy nếu như chúng ta cộng thêm với thằng này thêm 1 vào thì lập tức nó chính là xuất hiện được cái cụm này này. Hằng đẳng thức số 4. Đồng ý không cả lớp? Như vậy khi mà thầy cộng thêm một mũ a vào vào thì sẽ bằng là một bên tay phải là 124 cũng phải cộng thêm một vào. Vậy đến đây ta đừng như sau nhá. 2x cộng với 1 tất cả mũ 3 bằng 125. Mà 125 này nó chính là bằng 5 mũ 3. Vậy đến đây thầy suy ra 2x cộng 1 sẽ bằng 5 và đến đây ai cũng tìm ra được ngay x thôi đó chính là x bằng hai và đây chính là kết quả của bài toán này cả lớp nhớ cho thầy phải có bước kết luận nhá ở đây thầy xin phép không kết luận còn các con trong bài kiểm tra nhớ là phải kết luận được chưa nào cả lớp ơi các con hoàn toàn ok bài này chưa ạ Có bạn nào chưa hiểu bài này không? Có bạn nào có câu hỏi nào đặt ra cho thầy ở cái nội dung của bài số 5 này không? Hay là ok hết rồi? À ok, nếu không có câu hỏi gì chuyển bài số 6 nhá. Bài số 6 này Ta có như sau Người ta bảo rằng là cho x cộng y bằng từng này X bình với này tính thằng này Được chưa nào Tính thằng này bằng cách nào đây Vậy thì đầu tiên chúng ta phải định hướng như sau Ta có biểu thức A bằng này x mũ 3 cộng y mũ 3 Vậy thằng này sẽ bằng cái gì Là bằng là x cộng với y Tất cả mũ 3 lên Trừ đi 3xy Nhân x cộng y Được không các con như vậy ở đây rõ ràng là cái thằng x cộng y của chúng ta thì ai cũng biết rồi Nó là bằng âm 4 Thằng này cũng biết là bằng âm 4 Như vậy nếu như mà tìm ra được nốt cái thằng x nhân y này này Thì bài toán sẽ kết thúc đúng không? Như vậy là mục tiêu của chúng ta cực kỳ rõ ràng Là cần phải đi tìm xem x nhân y hỏi chấm bằng bao nhiêu Được không các con? Vậy bài này sẽ làm như sau Ta có này Ta có nhá x bình phương cộng y bình phương thì bằng x cộng y đóng mở ngoặc bình phương trừ đi 2 xy Vậy đến đây thằng này là bằng 8. Vậy đến đây suy ra x cộng y thay vào âm 4 tất cả bình phương trừ đi 2 xy là bằng 8. Điều này dẫn tới là gì? 16 trừ 2 xy bằng 8. Lập tức tính ra được ngay xy của thầy nhầm ra là bằng 4 các con nhé. Là bằng 4 được chưa nào? Và đây chính là cái rất quan trọng để giúp chúng ta xử lý bài này. Vậy đến đây ta có như sau này. A bằng Thay số vào X cộng Y tất cả mũ 3 Trừ đi 3XY nhân với X cộng Y Vậy đến đây bằng như sau Thay số vào cho thầy X cộng Y là âm 4 tất cả mũ 3 Trừ đi 3 nhân với 4 nhân với âm 4 nữa Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là bao nhiêu đây Trừ 64 này à, Cộng với 3, 44 là cộng với 48 đúng không 48 như vậy nó còn lại là âm 16 và đây là kết quả được cho các con nào cả lớp kiểm tra cho thầy đi có chính xác không là bằng trừ 16 cả lớp ơi có đúng không ạ Thế còn bài số 7 này thì thầy xin phép sử dụng kết quả của cái các bạn lớp 8B nhá. Thầy nhìn thấy thằng này giống hệt bài lúc nãy, nó chính là bằng là gì đây nhỉ? Là x cộng với 1 đóng mở ngoặc nhân với 2x bình phương à, chứ x cộng với 5. Cả lớp kiểm tra giúp thầy xem kết quả có đúng như này không? Nếu kết quả đúng như thế này thì bài toán kết thúc. Nào, cả lớp ơi, kiểm tra cho thầy xem bài số 7 này kết quả có đúng như này không? Ok, rồi thầy cảm ơn Mạnh Dũng. Được chưa nào? Ok như vậy thầy đã chữa xong bài 6 bài 7 bảy nhá. Thầy xin hỏi lại này trước khi chuyển sang bài tiếp theo thì cả lớp có bạn nào có câu hỏi nào dành cho thầy ở bài số 6 và bài số 7 này không? Có ai có câu hỏi nào dành cho thầy ở bài số 6 bài số 7 này không? <laughs> Rồi các con chưa đi Để chúng ta chuyển bài 89 nào Ok, bài số 8, bài số 9 của chúng ta đầu bài như sau này. Phân tích thành nhân tử. Được chưa nào? Ok, vậy phải phân tích thế nào đây? Ta có như sau. X mũ 3. Bài số 8 nhé cộng với x bình phương cộng với 27 y 3 trừ đi 9y bình phương. Vậy bài này chúng ta nghĩ này, các con định hướng này. Bản thân cả lớp chắc là các con đều phát hiện ra được là cái thằng này nó có bốn phần tử đúng không? Bốn phần tử. Vậy bốn phần tử thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc đó là đi ghép cặp. Cứ số phần tử mà là chẵn thì nghĩ ngay đến việc ghép cặp nhá. Tức là nhóm hạng tử Thế nhưng nhóm thì chúng ta à. phải nhóm khéo chứ không phải là nhóm một cách bất kỳ được. Vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ đi ghép thằng x mũ 3, thầy đi ghép với thằng cộng với 27y mũ 3. Còn thằng x bình phương thì đi ghép với 9y bình phương. Tại sao lại như vậy? Là sở dĩ như sau. Hai thằng này ghép với nhau thì đây là thầy xuất hiện được hàng đẳng thức số 6 có tên gọi là tổng hai lập phương, vậy nó sẽ bằng là x cộng với 3y đóng mở ngoặc nhân với x bình phương trừ đi 3xy cộng với 9y bình phương. Được không các con? Khánh Vân cho thầy hỏi là cái gì nhỉ? Con hỏi đấy là hỏi câu nào nhỉ? À chắc là Khánh Vân hỏi lại thầy cái bài số số số, số 7 đúng không? Có đúng không ạ? Tại sao con không hiểu cái này gì? Ok, đây đây thầy sở dĩ là nó như thế này. À, thầy xin phép cả lớp đã dừng lại một chút nhá. Thầy sẽ lý giải lại cho bạn, bạn 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 Khánh Vân xem lại cái phần này một tí tại sao lại có được điều này là sở dĩ như sau. Thầy sẽ xóa cái thằng này đi này. Cả lớp hãy nhớ cho thầy này, ta có được cái công thức này đúng không? Cả lớp nhìn này. Xuất phát từ như cái như sau nhá, xuất phát này. Xuất phát từ cái hằng đẳng thức số 4 đó là x cộng với y à, tất cả mũ 3 thì sẽ bằng là x mũ 3 cộng 3x bình phương y cộng 3x y bình phương cộng với y mũ 3. Khánh Vân ơi, con có ok cái này không? Cái hàng thức số 4 đúng như này không? Ờ, à, ok. Vậy đến đây này. Dẫn tới là gì? Thầy suy ra nhé. X cộng y tất cả mũ 3 sẽ bằng thầy ghép cái thằng uh, hai cái thằng màu xanh này trong ngoặc này lại với nhau sát nhau. Vậy thầy được nó là x mũ 3 cộng y mũ 3. Sau đó cộng với hai thằng này ghép với nhau. Nhưng hai thằng này ghép với nhau thì thầy xuất hiện được thừa số chung đó là đặt 3xy ra ngoài được như thế này. Khánh Vân có ok bước này không ạ? <laughs> Chuẩn rồi đúng không? Vậy đến đây thầy suy ra x mũ 3 cộng y mũ 3 thầy sẽ giữ nguyên nó lại có phải sẽ rằng là bằng x cộng y tất cả mũ 3 thầy chuyển cái vế này nó đang từ bên tay trái thầy vứt nó sang bên tay phải vậy có phải là lập tức biến thành dấu trừ và thấy được nó như thế này không nào Khánh Vân ok 100% chưa nào nào bây giờ đã ok được cái kết quả này chưa OK nhá, rồi cái này ấy là các con bắt buộc phải ghi nhớ bởi vì sao? Các cái công thức này là các cái công thức rất hay dùng trong quá trình biến đổi các cái biểu thức có liên quan đến hằng đẳng thức đáng nhớ, nhớ đấy. <laughs> OK nhá, rồi bây giờ chúng ta quay trở lại bài này này đến đây thì chúng ta sẽ tiếp tục như sau cộng với hai thằng đằng sau hai thằng đằng sau này đây là hàng đẳng thức số 3 đó là x trừ đi 3 y đóng mở ngoặc nhân x cộng 3 y vậy đến đây chỉ chắc các con đều phát hiện ra được nhân tử chung của chúng ta xuất hiện rồi đây này vậy đến đây bằng như sau nhá Ok, bài số 8 đã kết thúc. Được không các con? Tuy nhiên ở đây tiếp tục một tí này. Nếu tinh tế hơn tí nữa thì tiếp tục như sau. Bằng x cộng 3y đóng mở ngoặc nhân với trong ngoặc của chúng ta như sau. Đó là x nhân với thằng này thì nó chẳng qua là để làm xuất hiện thôi chứ nó cũng không có thêm được cái gì đâu các con ạ. À. Vậy đến đây nhá. x bình phương này nhân x trừ 3y này. Sau đó lại cộng với x trừ 3y tiếp này. Sau đó cộng với 9y bình phương. Thì đến đây thực tế mà nói là cái thằng đằng sau này này không xuất hiện được gì nữa thêm đâu. Được không các con? Được chưa nào? Chẳng qua là viết thêm cái dòng này để cho các con nhận diện là không tách thêm được thôi. Vậy đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta nhé. Được chưa? Rồi ok, bài cuối cùng, bài tốt nghiệp của chúng ta trong buổi học ngày hôm nay. Đó là bài số 10.

Bài số 9 này nó bảo rằng đi tìm giá trị nhỏ nhất, có nghĩa là lại phải đưa về cái dạng đó là lớn hơn hoặc bằng một cái gì đó, đúng không các con? Lớn hơn bằng m gì gì đó. Vậy đây là tìm giá trị nhỏ nhất. Vậy bài toán này chúng ta sẽ biến đổi như sau. Ta có này. x bình phương trừ đi 10xy cộng với 26y bình phương cộng với 4x trừ đi 22y và trừ đi 7. Vậy đến đây ta bằng như sau thầy sẽ đi ghép x bình phương trừ 10xy này cộng với 25y bình phương vào với nhau. Được không con? Cho nó vào trong ngoặc. Sau đó, thằng này ấy, thì nó sẽ xuất hiện được là x trừ đi 5y tất cả bình phương nhá. Sau đó ghép với thằng đằng sau này cộng với 4 uh, x uh, cộng với y bình phương trừ đi 22y trừ đi 7. Vậy đến đây thầy sẽ ghép như sau, cộng với 2 nhân mở ngoặc hai ra ngoài được là x trừ đi 5y tiếp. Sau đó cần phải nhân thêm 2 nữa. Và như vậy đến đây cộng với bao nhiêu đây? Cộng với 4 cộng với y bình phương à trừ đi 2 với 2 là 4, 4 là 5 như vậy là trừ đi 20y rồi, vậy chỗ này chúng ta chỉ còn lại là trừ đi 2y thôi. Được không nào? Cả lớp phải tập trung quan sát phần này nhá. Đây là kỹ năng này là các con đã được học rất kỹ ở phần trước rồi. Tuy nhiên để mà làm thành thạo thì không phải là dễ. Vậy bình tĩnh này trừ 2y cộng với 1 ghép nó vào nhau cho trong ngoặc. Thằng này ghép với nhau cho trong ngoặc. Vậy bây giờ kiểm soát xem là bao nhiêu thì đến đây chúng ta đang cộng thêm 4 đơn vị, cộng thêm một đơn vị là cộng 5, như vậy là phải trừ đi 12 ở phía sau. Được không các con? Cả lớp có hiểu được phần này không ạ? Đến đây ta bằng như sau. X trừ đi 5Y cộng với 2 đóng mở ngoặc tất cả bình phương cộng với y trừ 1 tất cả đóng ở ngoặc bình phương và trừ đi 12. Được không các con? <laughs> Nào, cả lớp bình tĩnh kiểm tra đi cho thầy xem chính xác hay tuyệt đối hay chưa. Đến đây ta đánh giá như sau, thằng này lớn hơn bằng 0. Thằng này lớn bằng 0. Như vậy trừ đi 12 này có nghĩa là lớn hơn bằng âm 12. Như vậy đây chính là giá trị lớn à, giá trị nhỏ nhất của chúng ta, được không các con? Vậy đến đây ta có như sau nhé. Ta có này. X đi 5Y cộng 2 tất cả bình phương. Lớn hơn bằng 0. Chấm phẩy Y trừ 1 tất cả bình phương. Cũng lớn bằng 0. Với mọi giá trị của X Y. Với mọi giá trị của X chấm phẩy Y. Vậy đến đây ta có như sau. Nên. X trừ 5y cộng với 2 tất cả bình cộng với y trừ 1 tất cả bình phương trừ đi 12 phải lớn hơn hoặc bằng âm 12. Và đến đây ta đi đến kết luận là gì? Giá trị nhỏ nhất của biểu thức của biểu thức là trừ 12 và dấu bằng này xảy ra khi nào? Dấu bằng này xảy ra này khi khi mà hai cái thằng bình phương đằng trước này một thằng là thầy cho nó màu vàng và một thằng thầy cho nó màu xanh phải đồng thời xảy ra bằng không tức là x trừ đi 5 y cộng với hai tất cả bình phải bằng không và y trừ một tất cả bình phương phải bằng không điều này tương đương giải ra được là y thì bằng một các con thay y bằng một lên phía trên tức là x trừ đi 5 cộng với hai tất cả bình phương phải bằng không nhá điều này dẫn tới x sẽ bằng y thì bằng 1 còn x thì sẽ bằng 3. Và đây chính là dấu bằng xảy ra khi x bằng 3 còn y bằng 1. Được không cả lớp? Nào, cả lớp kiểm tra cho thầy lại xem bài toán này. Kết quả đã chính xác tuyệt đối chưa? Cả lớp cho thầy hỏi là các con xác nhận kết quả cho thầy nào? Xem đã chính xác tuyệt đối chưa nào? Cả lớp ơi, các con xác nhận đã thấy kết quả chuẩn chưa? Vậy đi đến kết luận cuối cùng nhá. Vậy này. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là âm 12 và xảy ra khi nào? Khi x bằng 3, còn y thì bằng 1. Được chưa? Và đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta ở bài số 9. Ok. Đúng không ạ? Bạn nào chưa chịu chưa, chưa kịp ở phía trên thì các con uh, chụp cái màn hình lại cho thầy nhá. Capture cái màn hình lại để xem cái phần bên trên này này. ở đây là cái phần đằng sau ok rồi nếu như các con đã chữa xong bài mà không có câu hỏi nào dành cho thầy nữa thì chúng ta sẽ kết thúc buổi chữa đề thi đánh giá năng lực của các con ờ, ở cách đây một tháng được chưa nào ok chưa <laughs> bảy rưỡi á. Bài này bài này 7 rưỡi thì thầy đánh giá đề này mà 7 rưỡi thì ở mức độ gọi là học khá, khá thôi chứ chưa phải là giỏi, đúng không nào? Đề này nếu bạn nào mà làm được 9 điểm đổ lên thì là giỏi. 10 điểm là xuất sắc, được chưa nào? <laughs> ok, nhưng mà tất nhiên là có người này người kia chứ các con, có phải ai cũng học giỏi đâu. Người học trung bình, có người học khá, có người học giỏi, có người học xuất sắc chứ, được không nào? Ok chưa? Rồi, vậy thì Thầy xin chào tạm biệt tất cả các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi chữa bài tập của tuần tiếp theo. Được chưa nào? Kinh đấy nhỉ? <laughs> Cá với nhau xem ai điểm cao hơn à? Và nó đã thua gì? Hả? À? <laughs> Rồi, ok. Rồi, thầy chào tạm biệt tất cả các con. Thầy chào Quang Thắng nhé. Hẹn gặp lại các con vào buổi học của tuần tiếp theo. Bye bye. dạ vâng thầy chào ngọc minh <laughs> ok rồi thầy xin chào tạm biệt tất cả các con hẹn gặp lại các con vào buổi học chữa bài tập của tuần tiếp theo thầy xin phép dừng phòng học của chúng ta tại đây ạ à. bye bye